Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự trưa ngày 1 tháng 9 sẽ có một số nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hoàn thiện quy hoạch các khu kinh tế, chuẩn bị tốt nhất để thu hút đầu tư, Khánh Hòa đang có những định hướng rõ ràng trong lĩnh vực thu hút FDI. Nâng trần nợ công, một trong những định hướng quan trọng để tạo nguồn lực kịp thời, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Câu chuyện về những con tem lịch sử được phát hành nhân dịp quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 9, rất nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, trong đó có những chính sách rất sát với đời sống. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những chính sách này. Theo Nghị định số 82 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, quy định khai sinh muộn cho con bị phạt sẽ được bãi bỏ. Theo quy định cũ, nếu sau 60 ngày trẻ được sinh ra mà bố mẹ không làm giấy khai sinh thì sẽ bị phạt cảnh cáo. Nghị định 82 cũng quy định tăng mức phạt đối với người ngoại tình, tối đa có thể lên tới 5 triệu đồng, bao gồm các hành vi như đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Trước đó mức phạt tối đa cho các hành vi này là 3 triệu đồng. Cũng tại Nghị định 82 của Chính phủ, các cá nhân có hành vi vi phạm quy định về công chứng hợp đồng giao dịch có thể bị phạt tới tối đa 30 triệu đồng, bao gồm các hành vi giả mạo chữ ký, cung cấp tài liệu giả, cản trở hoạt động công chứng, v.v. Từ 15 tháng 9, Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 49 năm 2016. Theo đó, trạm thu giá sẽ được trở về với tên ban đầu là trạm thu phí. Từ ngày 1 tháng 9, Nghị định 84 của Chính phủ hướng dẫn luật giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm. Quy định hiện hành là 2 tháng. Theo Nghị định 88 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp sau khi được Bảo hiểm Y tế chi trả sẽ không quá 800.000 đồng một người một lần khám. Theo quy định cũ, mức hỗ trợ không quá 1/3 mức lương cơ sở một người một lần khám. Cán cân thương mại tháng 8 tiếp tục xuất siêu tháng thứ tư liên tiếp, giúp thặng dư của Việt Nam ở mức cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt là 49,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 26,5 tỷ đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 23 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chủ yếu do công ty Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Note 20. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tính chung 8 tháng qua, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,9 tỷ đô la Mỹ với 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu là trên 1 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng là dịch bệnh COVID-19 đã tạo nên bức tranh kinh tế chung ảm đạm, nhưng sau khi đợt dịch thứ hai bùng phát thì nhiều doanh nghiệp, ngành nghề đã dần thích ứng với hoàn cảnh, bắt đầu có những tín hiệu lạc quan, đặc biệt về thu hút đầu tư. Và lúc này thì các địa phương đã nỗ lực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón đầu làn sóng đầu tư thời kỳ hậu COVID-19. Ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều biện pháp đã được đưa ra trong thời gian này để tập trung thu hút các dự án vào khu kinh tế Vân Phong, một trong những khu kinh tế giàu tiềm năng của cả nước. 158 dự án, tổng vốn đăng ký 4,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 91 dự án đã đi vào hoạt động. Đó là kết quả sau nhiều năm Khánh Hòa thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh này. Diện mạo mới của khu kinh tế Vân Phong được thấy rõ nhất ở khu vực Nam Vân Phong. Tại đây, 54 dự án đã đi vào hoạt động, dần hình thành tổ hợp với những dự án công nghiệp quy mô lớn, những dự án logistics. Là nhiều nhà đầu tư hiện nay thì cũng rất quan tâm tới các cái lĩnh vực công nghiệp tại khu kinh tế và các cái lĩnh vực về nhiệt điện, tổng kho khí LNG ở khu vực này cũng đang được các cái tập đoàn lớn của các nước họ quan tâm. Năm nay, kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng bởi COVID-19. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên toàn cầu suy giảm đến 40%. Những khu kinh tế như Vân Phong không nằm ngoài vòng xoáy tác động bởi dịch bệnh.
Chính vì vậy, tỉnh Khánh Hòa xác định đây là thời gian để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư sau Covid. Một trong những động thái đầu tiên của chính quyền địa phương là hoàn thiện quy hoạch khu vực Bắc Văn Phong nhằm tạo cơ sở pháp lý thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, để thu hút các dự án đầu tư, không thể không tính đến giải pháp gắn khu kinh tế Văn Phong với các khu kinh tế khác trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cũng đã đề nghị với chính phủ sớm xem xét, bổ sung và triển khai cái đường cao tốc Buôn Ma Thuột, Nha Trang đến Văn Phong. Cái việc thứ hai là kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên để nâng cấp sân bay Tuy Hòa trở thành một cái cảng hàng không quốc tế. Và lúc đó thì cái điều kiện các nhà đầu tư vào trực tiếp khu vực Văn Phong. Những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh cùng với môi trường thu hút đầu tư liên tục được cải thiện được cho là những giải pháp có khả thi để tiếp tục thu hút những dự án đầu tư có tầm cỡ vào khu kinh tế Văn Phong, góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến thành công và an toàn cho nhà đầu tư. Thưa quý vị, một gói chính sách hỗ trợ kinh tế lần thứ hai đang được đề xuất để khắc phục khó khăn do dịch bệnh và quan trọng hơn là phục hồi kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách cần đủ mạnh, vượt hơn mức bình thường, đặc biệt là phải tìm được đáp án cho câu hỏi nguồn lực nào để tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ thì đã có chủ trương có thể xem xét tăng tỷ lệ nợ công thêm từ 2 đến 3% GDP để có thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế. Đây là một trong những định hướng quan trọng để có được nguồn lực kịp thời. Theo Bộ Tài chính dự báo, hết năm nay, nợ công có thể ở mức từ 56 đến 57% GDP. Kế hoạch vay của chính phủ năm 2020 là 501.000 tỷ đồng, gồm vay trong nước là 394.000 tỷ đồng và vay nước ngoài là 107 tỷ đồng. Trường hợp tăng vay vốn thêm từ 2 đến 3% GDP để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, khả năng các chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ so với GDP vẫn nằm trong giới hạn được Quốc hội cho phép. Tuy vậy, phương án vay bổ sung từ 2 đến 3% GDP trong năm nay, tức là từ 180.000 đến 240.000 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng đã phê duyệt cũng sẽ là thách thức không nhỏ. Vay nợ có hai nguồn, vay nước ngoài và vay trong nước. Thời gian vừa qua, để kiểm soát nợ công thì cả hai nguồn vay này đều được cơ cấu chặt chẽ. Vì thế, có vay thêm ở nguồn nào cũng rất khó khăn. Ngay thời điểm đợt đầu tiên của COVID-19, Ngân hàng Thế giới đã cho Việt Nam vay 50 triệu đô la Mỹ giải ngân nhanh để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Nhưng đây là khoản vay nhỏ. Với các khoản vay lớn, đến nay các đối tác quen thuộc cũng đã có những phương án chào vay tới Việt Nam. Tuy vậy, khoản vay lớn phải tuân thủ lộ trình nghiêm ngặt kéo dài vài tháng đến cả năm trời. Còn vay trong nước, qua phát hành trái phiếu cũng khó để huy động thêm. Đối với cái phát hành trái phiếu trong nước thì chỉ huy động tối đa theo kế hoạch đã được duyệt, tức là khoảng 309.000 tỷ, phần đầu quyết liệt thì mới đạt được cái mức như vậy. Trường hợp mà phải dâng cái mặt bằng lãi suất lên để huy động cái trái phiếu chính phủ thì một mặt là nó sẽ làm cho cái mặt bằng lãi suất trên thị trường vốn dâng lên, hai nữa là tăng quy mô thì sẽ chèn ép lên các cái lĩnh vực khác. Đối với ODA ưu đãi thì muốn vay được trong năm thì chúng ta phải chuẩn bị trước đó 2 đến 3 năm. Không chỉ khó khăn về nguồn vay, áp lực trả nợ cũng là vấn đề cần cân nhắc. Giai đoạn 2016-2020, cứ có 100 đồng thu ngân sách thì phải trả nợ 16 đến 18 đồng. Trong bối cảnh hụt thu ngân sách hiện nay thì áp lực này cũng tăng cao. Trong 6 tháng cuối năm, cái thu ngân sách của chúng ta phải tăng rất mạnh mới kéo được cái nghĩa vụ trả nợ trong năm nay trên thu ngân sách xuống cái ngưỡng cho phép là 25%. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng ở một cái thời điểm khó khăn như hiện nay thì chúng ta có thể tạm thời vi phạm cái quy tắc nghĩa vụ trả nợ trên thu ngân sách trong năm nay, tuy nhiên không thể kéo dài trong các năm sau được. Bên cạnh việc tính tới nâng trần nợ, nhà nước có thể sử dụng các nguồn quỹ dự trữ sẵn có bù đắp thiếu hụt hiện nay. Có một nguồn có thể sử dụng được tại thời điểm hiện nay, đó là chúng ta có khá nhiều
một khối lượng lớn cái dự trữ ngoại hối và có thể lấy ở một phần đáng kể ở đây để bù đắp cho cái phần về ngân sách. Các chuyên gia đều thống nhất, việc nâng trần nợ công sẽ tạo cơ sở để có thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế, nhưng chỉ là việc làm tình thế, tạm thời trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Vì thế, cần phối hợp biện pháp này với những giải pháp khác để đạt được mục tiêu cao nhất là hiệu quả trong việc huy động. Tiếp tục câu chuyện này, một vấn đề nữa đặt ra, đó là đi vay đã khó, nhưng vay được rồi, đến tiêu còn khó hơn. Đơn cử như là nguồn vốn ODA ưu đãi đã ký kết nhưng chưa giải ngân, đến thời điểm này còn trên 10 tỷ đô la Mỹ. Chính vì thế, việc cân nhắc sử dụng cho hiệu quả nguồn vốn đã vay được và hiệu quả của nguồn vốn sẽ đi vay là rất cần thiết. Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, được vay của tổ chức JICA Nhật Bản. Theo kế hoạch, vốn cả năm phải giải ngân 80 tỷ đồng, nhưng đến nay đã thực hiện được trên 50% và dự kiến cuối năm sẽ giải ngân hết. Các khoản chi đã được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chi đúng, chi đủ và dự án hoàn thành đúng tiến độ. Quan trọng nhất là chúng tôi sẽ phải khi đảm bảo được các cái khối lượng đề ra và đảm bảo được tất cả các cái thủ tục liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán, và khi cái khối lượng đã đạt được thì chúng tôi sẽ cố gắng giải ngân thật nhanh. Nếu mà kế hoạch mà đạt được, thứ nhất là không lãng phí đối với các cái nguồn tài nguyên mà cũng như là nguồn đầu tư của nhà nước đưa ra. Kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn vay trong và ngoài nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính quan trọng của quốc gia. Tuy hệ thống kho bạc nhà nước đã kiểm soát chi chặt chẽ, nhưng các khoản chi đó có đúng hay không thì phải qua công tác hậu kiểm của cơ quan kiểm toán và thanh tra chuyên ngành mới xác định được. Việc mà hồ sơ thì chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ rồi, nhưng mà liên quan đến chất lượng, khối lượng của hoặc là hiệu quả của các dự án đầu tư thì phải thông qua công tác thanh tra kiểm toán chuyên ngành, và có những cái đơn vị mà nó có chuyên môn về xây dựng để được hậu kiểm làm sao mà chất lượng đúng với cái số tiền đã bỏ ra. Vốn đầu tư cho phát triển của Việt Nam đang thiếu và phải huy động từ nguồn vay trong và ngoài nước với lãi suất cao hơn các giai đoạn trước. Vì vậy, việc quản lý sử dụng nguồn lực này càng phải tiết kiệm, không để vốn tồn đọng và nâng cao được chất lượng hiệu quả các dự án là việc làm cấp bách hơn bao giờ hết. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Theo trang tin điện tử của Báo Công Thương, chỉ số sức khỏe doanh nghiệp BCI trong 3 tháng qua đã tăng nhẹ từ 27% trong quý 1 lên 34% trong tháng 4 và giữ ổn định trong quý 2. Điều này cho thấy sự lạc quan của lãnh đạo các doanh nghiệp vào thị trường Việt Nam đang dần quay trở lại sau khi có sự sụt giảm bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ nhất. Nhiều doanh nghiệp châu Âu tiếp tục đặt niềm tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do họ hoạt động tốt hơn trong 3 tháng qua. Trong quý 1, chỉ 10% thành viên tham gia khảo sát về chỉ số BCI tổng thể dự đoán rằng hiệu suất của họ sẽ được cải thiện trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, thì 24% thành viên tham gia khảo sát mô tả tình hình kinh doanh của họ là tốt hoặc là xuất sắc trong 3 tháng qua. Theo thông tin từ báo điện tử Việt Nam Plus, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã công bố báo cáo về kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm. Theo đó, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua ước tính đạt 336 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu ước đạt 12 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 46 tỷ đô la Mỹ. Theo sau đó là Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo đó là Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Theo trang tin tức Sputnik của Nga, dù gặp rất nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Nga vẫn đứng vững nhờ áp dụng các giải pháp linh hoạt như là chuyển sang may khẩu trang và tăng cường truyền thông để thu hút khách hàng người Nga. Nhiều doanh nghiệp Việt tại Nga bằng mọi nỗ lực đã ổn định được tổ chức sản xuất, vẫn trả lương 100% và đúng thời hạn cho công nhân viên. Các doanh nghiệp Việt Nam vượt trở ngại, thách thức, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng người dân Nga, cùng nước Nga.
các bạn Nga đã đánh giá rất cao sự giúp đỡ tận tâm, chân thành của doanh nghiệp Việt tại nước này. Những nội dung chính tiếp theo. Hội thảo Việt Nam hôm nay qua lăng kính Á-Âu với nội dung bàn về những cách tiếp cận mới để mở rộng quan hệ giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam. Những con tem được phát hành vào đúng dịp quốc khánh đầu tiên, câu chuyện xung quanh kỷ vật vô giá này, tất cả sẽ có trong phần cuối của bản tin. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 8, trả lời câu hỏi của một số phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tiến hành tập trận quân sự bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực Biển Đông đã được nêu trong phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông. Ngày 28 tháng 8, tại Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga đã diễn ra buổi hội thảo quốc tế Việt Nam hôm nay qua lăng kính Á-Âu. Tại sự kiện này, cuốn sách với nhan đề là Việt Nam cất cánh cũng đã được ra mắt với nhiều thông tin mới mẻ và gần gũi về Việt Nam. Tham dự hội thảo có nhiều nhà nghiên cứu, các chuyên gia Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia và Việt Nam. Các đại biểu thảo luận về những cách tiếp cận mới để mở rộng quan hệ giữa các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam, triển vọng hợp tác khoa học kỹ thuật, sự phối hợp trong lĩnh vực giáo dục và phát triển các mối quan hệ kinh doanh. Nếu như trước đây Việt Nam là một điểm du lịch thú vị ở khu vực Đông Nam Á, thì bây giờ mọi người đều hiểu rằng cần phải mở rộng quan hệ chặt chẽ với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, không chỉ trong kinh doanh thương mại mà còn cả về các vấn đề chính trị. Tại buổi hội thảo, cuốn sách với nhan đề Việt Nam cất cánh của tác giả Grigory Trofimchuk đã được giới thiệu. Đây là một trong số rất ít các ấn phẩm viết về Việt Nam được xuất bản ở Nga trong những năm gần đây, đem đến cái nhìn toàn diện về một Việt Nam đổi mới và hiện đại. Việt Nam trong hình dung của nhiều người vẫn là dấu ấn của chiến tranh. Chính bởi vậy, trong cuốn sách của mình, tôi muốn mở ra một Việt Nam từ góc độ khác, hiện đại, đổi mới, công nghệ cao. Đó là một bước tiến xa của Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử rất ngắn. Những ấn phẩm này tạo điều kiện phát triển kênh thông tin về Việt Nam để mọi người hiểu sâu sắc về Việt Nam, không chỉ về khía cạnh du lịch mà còn văn hóa và mọi mặt đời sống. Việt Nam hiện là nhân tố tích cực trong khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu và nhận được sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu cũng như là doanh nghiệp. Những thông tin đầy đủ, chân thực về Việt Nam hôm nay trở thành cầu nối quan trọng, thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Nga, cũng như các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vào sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đến thời điểm này, tổng số ca mắc hiện vẫn là 1.044 ca, trong đó có 34 ca tử vong. Còn trên thế giới, tổng số ca mắc toàn cầu đã là hơn 25,6 triệu ca, trong đó có hơn 854.000 người tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc đứng đầu thế giới với hơn 6,2 triệu người, hơn 187.000 trường hợp đã tử vong. Theo sau là Brazil và Ấn Độ. Thưa quý vị, ngày mai, ngày 2 tháng 9 là tròn 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Đúng 75 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong suốt 75 năm qua, khoảnh khắc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đã nhiều lần được thể hiện qua các mẫu tem. Đặc biệt, những con tem lịch sử được phát hành nhân dịp quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giờ đây đã trở thành những kỷ vật vô giá.
nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết... Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một năm sau đó, ngày 2 tháng 9 năm 1946, trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn thiếu thốn, Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên. Bộ tem gồm 5 mẫu thể hiện hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Ông Vũ Văn Tị đã hơn 40 năm sưu tầm tem. Ông nâng niu, trân trọng nhất những con tem này vì ý nghĩa đặc biệt của nó. Một là vị chủ tịch đầu tiên. Cái thứ hai, do họa sĩ Việt Nam thiết kế. Cái thứ ba, in bằng công nghệ của Việt Nam và in bằng giấy tàu bạch mà do Việt Nam sản xuất. Tất cả những các cái đặc điểm, bốn cái đặc điểm ý thì khẳng định rằng con tem đầu tiên nó đã chứa đựng tính chất độc lập của một quốc gia độc lập của ngày quốc khánh đầu tiên. Đặc biệt trong bộ tem này, họa sĩ Nguyễn Sáng đã khắc họa thành công chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ tem đầu tiên mang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó chứa đựng được những các cái nét đặc thù, những các cái nét riêng có của vị chủ tịch. Dung dị, thông minh, nhưng mà toát lên một cái nghị lực phi thường của một người chiến sĩ cách mạng, của một vị chủ tịch chèo lái con thuyền của Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau bộ tem đầu tiên, đến nay đã có 12 bộ tem được phát hành nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngoài ra, có rất nhiều đợt phát hành tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Phạm Hào, chủ nhiệm câu lạc bộ tem ở Hà Nội cho biết, thời điểm đất nước còn khó khăn, người dân Việt Nam ở những vùng xa thường cất giữ để dành những con tem này. Nước mình thì từ tất cả các em thiếu nhi, lẫn thanh niên, người cũng như là các người dân đều yêu quý Bác Hồ. Do vậy mà tem thư mà có hình ảnh Bác Hồ thì được rất là nhiều người ưa chuộng và sưu tập. Cho đến nay, bộ tem phát hành vào ngày Quốc khánh năm 1946 được đánh giá là kỷ vật quốc gia. Bộ tem đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập tự do. Thời gian ngày càng lùi xa, những con tem càng trở thành những tài sản vô giá, ghi dấu những tháng ngày lịch sử của đất nước. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sử dụng ứng dụng VTV Go bằng những cách đang hiển thị ở trên màn hình. Sau đó truy cập vào kênh VTV4 để có thể xem các chương trình của chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.